Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Phạm Duy giữa chúng ta, được đăng trên Sài Gòn Nhỏ. Phạm Duy vẫn ở đâu đó trong cuộc đời này, không chỉ 100 năm này, mà có lẽ còn nhiều trăm năm nữa, trong những trái tim thuần khiết yêu nước Việt. Đi cùng những giai điệu gần gũi và khoan nhặt của ông, nghe nhạc Phạm Duy, đôi lúc tôi nhận ra như nhu cầu của một người Việt, nó thôi thúc và cồn cào. Thậm chí khi im lặng nghe mà cứ tưởng như mình đang cất tiếng, bởi lời ca đã âm vọng không biết bao điều. Và tôi cũng đã chứng kiến điều như vậy. Có lần linh mục Đặng San ở Sài Gòn trở bệnh nặng, ông nằm lặng lẽ trong phòng mình nhiều giờ, rồi lặng lẽ nhắn cho một cô bạn của tôi: có thể đến hát cho cha nghe một bài Phạm Duy không? Bác sĩ không cho ông hút thuốc nữa, cũng không cho ông xem điện thoại nữa. Sự tĩnh lặng và chăm sóc chu đáo thể xác vẫn không đủ cho phần hồn. Ông nằm nhìn lên trần nhà, im lặng, thở mệt nhọc. Tôi đến cùng cô bạn của mình, mang theo cây guitar. Cha ngồi dậy, vui như trẻ nhỏ. Ông đòi nghe hát ngay đàn so dây và bài hát Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài vang lên. Những bài hát của Phạm Duy có ma lực lạ lùng, như nhấn sâu người nghe vào một hồ chứa tâm trạng mênh mông, vẫy vùng tâm hoặc. Hình ảnh của bài hát như bao bọc không gian của mọi người chung quanh. Lần đầu tiên tôi thấy một cụ già tóc bạc, yếu ớt, trên xe lăn khi nghe được đôi câu, đã ôm mặt khóc nức nở. Ông khóc như gặp lại người thân và cố ôm mặt vì sợ tiếng khóc sẽ ngăn mọi người ngừng trình bày bài hát đó. Chắc cũng nên nói một chút về linh mục Đặng San, để biết ông không phải là một người dễ bị chinh phục bởi mọi loại văn nghệ. Khởi đầu, ông là chọn tự mình trở thành tu sĩ Phật giáo khổ hạnh, bỏ lên núi sống một mình với kinh kệ. Rồi một ngày mưa gió, ông ngã lăn bất tỉnh và được người ta đưa về một nhà dòng công giáo gần đó cứu giúp. Sau một thời gian, ông được ơn gọi và trở thành linh mục. Nhưng kiến thức uyên bác của cả hai hệ tín ngưỡng đầy ắp trong người, nên khi ông giảng hay viết đều song hành các dẫn chứng của cả hai tôn giáo. Ấy vậy mà con người chứa trong mình sâu thẳm những triết giáo khôn ngoan hàng ngàn năm ấy lại bật khóc và nói: cần gì tìm cao xa nữa, bài hát này cất tiếng nó đã đẹp như một thánh lễ rồi. Trong phút giây ấy, tôi chợt nhận ra rằng nếu chúng ta yêu dân tộc này, yêu những khổ đau và nghịch cảnh của quê hương này đã và đang chịu, thì nghe nhạc Phạm Duy mà bật khóc cũng không phải là điều quá lạ lùng. Có một thời gian dài, tôi cứ ám ảnh về bài Bên Cầu Biên Giới của nhạc sĩ Phạm Duy. Những gì day dứt tự hỏi lòng, ông đều trải ra đủ trên từng nốt nhạc, từng nhịp chất vấn dồn dập của đời người,
và thời thế. Đời hỏi ông muốn được vinh danh như một kẻ làm chính trị không? Ông đã trả lời bằng cách bước xuống tàu, đi theo con đường của một nghệ sĩ, bất chấp phận mình có thể nổi trôi theo vận nước. Nhiều thập niên sau, ông nhắc lại điều này với tôi trong một lần được hỏi. Tôi là thấy mình hạnh phúc là một người hát dong, một người hát dong hạnh phúc. Hành trình của những người hát dong trong lịch sử nhân loại: có kẻ mua vui cho bạo chúa, có kẻ sống và chấp nhận rơi đầu để giữ vẹn lời ca về sự thật. Phạm Duy đã làm trọn phần hát dong cao quý của mình. Ông không hát cho con người và không đem tài năng của mình để phục vụ bạo quyền hay dối trá. Dòng chảy đau đớn của dân tộc Việt Nam đi đến đâu vẫn thấy có ông nơi đó kể lại, hát lại. Từ cuộc chia ly 1954 cho đến những ngày dựng đời cùng Bình Ca, rồi cả khi một lần nữa rời khỏi quê nhà 1975, ông vẫn không dừng ghi lại ký ức với tị nạn ca, ngục ca và đến cả những tiên đề của đất nước trong dòng ca về thế kỷ mới. Năm 2002, ông gửi về tặng tôi quyển chân dung nghệ sĩ của Trường Kỳ, trong đó có bài về ông. Viết trong thư tay, ông dặn: không phải cái gì viết trong đây về tôi cũng đúng, nhưng không đúng cũng là một kỷ niệm. Đời người rồi cái gì cũng thành kỷ niệm. Đọc đến đó tôi mỉm cười, ông lại chơi chữ với tôi rồi, như để nói về chính cuộc đời của ông. Tôi hình dung cái cách rất Phạm Duy của ông, cười nhếch mép, nheo mắt, gật gù, cái cách y như lúc ông về Việt Nam và nói với tôi: anh có cái kiểu hỏi han khó chơi lắm, nhưng được đấy. Trước lúc ông mất, tôi có ghé nhà ở quận 11 Sài Gòn thăm ông. Lúc đó ông gần như đã cạo trọc, yếu ớt và ngồi trên xe lăn. Thấy tôi cất lời chào, ông khoát tay như bảo: chờ đấy, đừng hỏi. Và cho đẩy xe đến trước một cái tivi lớn, phát một cái DVD tự làm sao đồ, trình bày chi tiết từ lúc bệnh, đi cấp cứu cho đến về nhà. Đấy, nhiều người đến hỏi tôi lắm, cho xem thì biết, khỏi mất công trả lời. Ông cười, có vẻ khoái trá vì thấy tôi hơi ngỡ ngàng với sự chuẩn bị của ông. Có người khuyên là ông nên về Mỹ vì có thể việc chăm sóc y tế sẽ tốt hơn. Ông lại hỏi ngược: rồi được thêm bao lâu nữa? Hơn một năm sau ông mất, dường như về cuối đời, chọn về Việt Nam ở lại, và ở lại mãi mãi là ước muốn lớn nhất của đời ông. Một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông nói: tôi về đây không phải là tôi đi tìm danh vọng hay tôi tìm đồng tiền kinh tế, không phải. Tôi về đây là vì tôi yêu nước thôi. Mà tôi phải về vì người già nào cũng muốn chết ở quê hương của mình, thế thôi.
ngay cả đến cái chết. Phạm Duy cũng như câu chuyện kể sống động ở giữa chúng ta, nhắc về những người Việt Nam khốn đốn trước cơ đồ cha ông đã để lại bị cưa xẻ, bất lực trước những dòng người vơ vét đất mẹ bằng quyền lực chính trị giàu có và chọn thành công dân và chết ở một quốc gia xa lạ nào đó. Nhưng quê hương đó là một thứ không thể lìa xa với mỗi chúng ta, những người yêu nước Việt. Phạm Duy không hô hào yêu nước, nhưng âm nhạc của ông dạy người ta yêu nước, dạy và thấm sâu ở từng câu chữ, giai điệu. Bất kể tôi hay một linh mục hoặc một người bạn trẻ nào đó lắng nghe rồi cũng sẽ tự thấy mình có một duyên lành với đất nước mình. Đó là điều được chia sẻ từ quyền năng của một người hát dong sống trọn vẹn với nghiệp đời. Người hát dong đó vẫn ở giữa chúng ta trong muôn ngàn lời tha thiết Việt Nam, khắc sâu, thấm sâu hơn cả những bài giáo khoa bị ép buộc học. Tuấn Khanh, Sài Gòn, ngày 5 tháng 10, 2011, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh người hát dong vĩ đại của âm nhạc Việt Nam, Phạm Duy. Trên quê hương chiều về gánh củi, người mẹ già chân lê bước mỏi, ngoại ố nghèo rũ chiều vào tôi, bên sông buồn phận lấy nỗi trôi. Nay lưng trong chiều buông gối mỏi, đường còn dài vai nghiêng gánh củi, chợ quê nghèo tan sớm trong mưa, mẹ quê gầy ướt che củi khô. Trên quê hương chiều về gánh khổ, dốc cao mẹ lưng còng ngước nhỏ, mưa đỏ mù nghèo bấu áo nâu, bóng mẹ mờ cuối trời thầm sâu. Trong cơn mưa nghèo không thoát khỏi, đời hy sinh mẹ quên hờn buồi, gió sương treo tuổi mẹ lên cao, gánh củi ướt chiếu nặng vai khâu. Xin cơn mưa thôi đừng rơi nữa, rồi làm sao nhóm lửa, tuổi lên trời chỉ bấy nhiêu đó, bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Xin cơn mưa thôi đừng rơi nữa,
làm sao nhóm lửa tuổi lên trời chỉ bấy nhiêu đó. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh